kế tiếp của ông Đình Đỗ. Xin chào anh Hải đến thăm khu hội của chủ nhân chính trị tại San Jose. Câu hỏi như sau: anh có nhận xét như thế nào về cộng đồng tị nạn cộng sản ở Mỹ nói riêng, trước khi bị cộng sản Việt Nam tống xuất khỏi nhà tù và sau khi đã sinh hoạt với cộng đồng người Việt ở Mỹ? Xin cảm ơn. Vâng, câu trong câu hỏi này tôi nói cái phần trước khi thì từ năm 2000 đến 2001 tôi bắt đầu là vào Internet và bắt đầu đọc rất nhiều bài viết ở trên Internet, và cũng nhờ Internet tôi thức tỉnh được rất nhiều vấn đề. Những gì trước đây họ nói thì bây giờ Internet đã chứng minh được nhiều vấn đề khác nhau, và tôi nhận ra rằng tôi đã là nạn nhân của truyền thông. Và chính vì vậy, khi mà tham gia vào Internet, tôi hiểu rằng cái truyền thông nó rất quan trọng đối với công cuộc đấu tranh dân chủ. Nhờ truyền thông ấy, mà tôi biết được là bà con ở ngoài này đã có nhiều cái đấu tranh đóng góp cho cái phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Thế là cái phần mà trước khi tôi trả lời như vậy. Khi mà tôi ra hải ngoại này rồi ấy, thì ở trong thực tế thì từ khi tôi ra đến giờ thì nó cũng có nhiều chiều dư luận khác nhau, có bênh có chống. Nhưng đấy là những cái quan điểm khác biệt trong một cái xã hội dân chủ mà tôi phải tôn trọng. Tôi chỉ khuyến nghị rằng những người mà đưa ra những cái vu khống mà không có bằng chứng thì thực ra không có một cái xã hội dân chủ nào chấp nhận cái chuyện vu khống cả. Vì pháp luật ở bên ngoài này thì khi mà tiếp xúc với cộng đồng hải ngoại tôi thấy rằng bà con rất có tâm, rất có lòng với quê hương đất nước. Đặc biệt là những người thầm lặng, còn ở trên một số diễn đàn có những ý kiến khác biệt, có bênh có chống, thì tôi muốn nói rằng là một xã hội dân chủ thì có rất nhiều ý kiến khác biệt. Nhưng tôi cũng nhắc quý vị rằng chính quyền ở trong nước vào năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tuyên bố về chiến tranh thông tin. Năm 2013, họ thành lập nguyên một cái cục Bộ Công an để đối phó với cái vấn đề tự do thông tin ở trên mạng. Và năm 2014, họ đã bỏ ra 20 mấy triệu để thực hiện cái việc này. Như vậy, 20 mấy triệu đó có nằm trong một số cái cơ quan truyền thông hay không? Nó có nằm trong nhuận bút những cái bài viết đánh phá hay không? Chúng ta cũng cần tỉnh táo để nhận ra rằng 20 mấy triệu đó nó không bỏ phí đâu. Nó phải vào những chỗ nào đó. Cho nên chuyện bênh chống, chuyện biểu thị quan điểm khác biệt là chuyện chúng ta phải tôn trọng trong một cái xã hội dân chủ. Nhưng những luận điệu vu cáo và làm lợi cho chính quyền cộng sản thì chúng ta cũng phải cảnh giác để chúng ta nhận rõ được ai là bạn, ai là thù. Và qua quá trình mà ra ngoài này tiếp xúc với cộng đồng, tôi biết là rất khó lòng, nhưng chúng ta cần những hội đoàn của chúng ta. Mình phải giảm bớt cái tôi của mình xuống để mà đoàn kết nắm tay lại với nhau thì chúng ta mới có được sức mạnh. Vâng, sau đây là câu hỏi kế tiếp. Anh Diêu Cài, anh có phương pháp nào để ngăn chặn lộn quý vị chứ không nghe được không ạ? Sự buôn bán phụ nữ và thanh niên lao động cần tố cáo với thế giới nhân quyền như thế nào hay không? Tôi cũng xin nói thế này, ở trong cái câu hỏi này có hai cái vấn đề mà không liên quan đến câu lạc bộ Nhà báo Tự do, nhưng lại liên quan đến cái vấn đề một cái góc cạnh về truyền thông ở trong đó. Đề về buôn bán phụ nữ, vấn đề về quyền của người lao động, thì thực ra cái vấn đề này khi mà các cái tổ chức xã hội dân sự, diễn đàn xã hội dân sự ở Malaysia khi mà được mở ra đó, thì ở trong Việt Nam họ đưa ra một số những cái tổ chức, họ nói là họ là tổ chức xã hội dân sự độc lập. Trong khi đó một số những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập do anh em ở trong nước lập ra thì lại không được xuất cảnh và không đến được diễn đàn. Nhưng anh em cũng gửi được người đến
để trình bày ở trước diễn đàn và vạch mặt họ. Cái thứ nhất là về những vấn đề quyền phụ nữ thì vừa rồi cô Quỳnh Tục Vi ở trong nước cô ấy đã gửi được những cái báo cáo nhân quyền mà đặc biệt về quyền phụ nữ đến Liên Hợp Quốc. Và các tổ chức xã hội dân sự trong nước vừa rồi họ đã gửi được thư sang bên Malaysia, gửi được tham luận của họ đến diễn đàn đó. Và có người đến để chỉ rõ rằng những cái tổ chức xã hội dân sự trong nước thực ra họ không phải là những tổ chức xã hội dân sự độc lập. Ví dụ như Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, những cái tổ chức xã hội như vậy. Ví dụ như Công đoàn Việt Nam thì trong 85 năm họ thành lập, họ không hề tổ chức được một cái cuộc đình công nào để bảo vệ cho quyền lợi của công nhân. Nhưng chính những người đứng ra lãnh đạo anh em công nhân để tổ chức đình công thì bị coi là bất hợp pháp và bị bắt, bị tù đày. Ví dụ như trường hợp của Minh Hạnh, của Nguyễn Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là những cái trường hợp cụ thể mà quý vị đã biết. Và một cái tổ chức xã hội mà lại nhận tiền từ chính phủ thì rõ ràng là họ phụ thuộc chính phủ chứ họ không phải là tổ chức xã hội dân sự độc lập. Và hầu hết các cái tổ chức đó đều do các cái đảng viên của Đảng Cộng sản lãnh đạo cả. Vì vậy nó được lập ra chỉ là những cái tổ chức cuội thôi mà không bảo vệ quyền lợi của hội viên. Thì ví dụ như Hội Nhà báo Việt Nam là khoe tới có tới 17.000 phóng viên nhà báo. Nhưng mà khi các phóng viên bị bắt, các nhà báo bị bắt, bị truy tố, bị tù đày chỉ vì họ đưa thông tin sự thật thì Hội Nhà báo Việt Nam không can thiệp, không giúp đỡ họ. Đấy là những cái trường hợp cụ thể. Trong cái câu lạc bộ nhà báo tự do của chúng tôi rất ít người thôi. Thế nhưng mà chúng tôi đã đi khắp thế giới để kêu gọi cho thành viên của mình. Và cụ thể là khi mà nhà báo Jim Foley và Stephen Sotlock ở bên Mỹ này mà bị IS chặt đầu, thì chúng tôi, hai nhà báo là tôi và Trương Duy Nhất ở trong trại 6 đã gửi cái thông điệp ra ngoài để chia buồn sâu sắc cùng gia đình và kêu gọi các nhà báo là bảo vệ các nhà báo đang hoạt động ở những cái vùng chiến sự nguy hiểm hoặc là hoạt động trong những nước, những quốc gia mà độc tài về truyền thông để bảo vệ quyền lợi của họ. Kết quả là khi tôi ra ngoài này và lên CPJ để nhận giải thì tôi đã gặp được cả bố và mẹ của nhà báo Jim Foley đến gặp tôi và chụp hình chung. Đấy là những cái việc mà mình, khi đồng nghiệp của mình mà bị đàn áp, bị tước đoạt sinh mạng, mình phải cất lên tiếng nói, không bất kể là người đó là người Việt Nam hay là người ngoại quốc. Và chính vì vậy chúng tôi hiểu rằng khi chúng tôi ở trong tù thì rất nhiều nhà báo ở CPJ hoặc là RSF đã lên tiếng để bảo vệ cho chúng tôi. Và chính vì vậy khi ra ngoài này chúng tôi cũng vẫn thực hiện những cái quyền đó. Cho nên là trong câu hỏi này về quyền phụ nữ hay là quyền của công nhân thành lập công đoàn thì chúng tôi đều đưa tin để hỗ trợ và cũng có tham gia. Cụ thể là trong cái việc mà anh Nguyễn Đình Thắng, anh ấy đưa ra cái diễn đàn xã hội dân sự ở bên Malaysia ấy, và đưa các diễn đàn đó thì chúng tôi cũng là một trong những người tham gia tư vấn về việc mà làm sao để vạch mặt họ. Thứ nhất, họ là đảng viên cộng sản. Thứ hai là cái tổ chức do nhà nước thành lập ra và cụ thể là nó sử dụng ngân sách từ chính phủ để nó hoạt động. Cho nên là từ những cái bằng chứng đó cho thấy nó không phải là tổ chức xã hội dân sự độc lập. Và khi mình hỗ trợ truyền thông cho các tổ chức đó thì đưa được tiếng nói của họ đến với cộng đồng quốc tế. Đấy cũng là cái phương cách mà để cộng đồng quốc tế quan tâm và làm giảm nhẹ những cái hậu quả mà do là những cái tình trạng này gây ra. Đấy là cái câu trả lời của tôi cho trường hợp vừa rồi.